Ngày 7 tháng 8, thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phá thành công chuyên án HT523, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 2 bánh heroin. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 8, trên quốc lộ 8A, thuộc địa bàn biên giới thôn An Sú, xã Sơn Kim 1, huyện miền núi Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh gồm phòng phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã chủ trì phối hợp với lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh bắt quả tang đối tượng Nguyễn Toàn, sinh năm 1970, trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 2 bánh heroin, một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, biển kiểm soát 38A31059 cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh ban đầu, đối tượng Nguyễn Toàn khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới huyện Hương Sơn về thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh để lấy tiền công. Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án, tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.